một trong 10 địa phương triển khai thí điểm mô hình phát triển kinh tế đêm trong cả nước. Thành phố Đà Lạt cũng đang dần mở ra những tiềm năng để phát triển loại hình này. Thời gian tới, thành phố Đà Lạt sẽ thí điểm triển khai nhiều mô hình trải đều trên địa bàn thành phố, trong đó có công viên nhạc nước tại vườn hoa thành phố Đà Lạt, mô hình tuyến phố ẩm thực tại khu vực đường Trần Lê và hồ Hoàng Văn Thụ, phường 4, mô hình tuyến phố đêm với các loại hình hoạt động nightclub, pub, bar, game, cà phê, ẩm thực, mua sắm vào ban đêm tại các tuyến đường 3 tháng 2, Trương Công Định, Tăng Bạc Hổ, Nguyễn Chí Thanh. Còn tại khu vực quảng trường Lâm Viên, nâng cấp, tăng thời gian phục vụ và phát triển mới các dịch vụ mua sắm cao cấp, ẩm thực, vui chơi giải trí hiện hữu tại khu vực quảng trường và đang triển khai xây dựng tại đây. Hiện tại vẫn chưa có nhiều cái hoạt động được tận dụng triệt để. Tuy nhiên nếu mà thành phố có kế hoạch và mình có những cái khu quy hoạch, ví dụ như là mình phát triển thêm những cái khu mà ẩm thực chẳng hạn, hoặc là những cái khu mà tham quan những hoạt động về đêm giống như là đêm nhạc acoustic chẳng hạn, thì mình nghĩ là khách du lịch cũng sẽ rất là thích. Tôi thấy thì Đà Lạt đêm là thực sự là rất là thú vị. Nghĩ là sẽ mở rộng thêm một vài khu vui chơi giải trí như là trò chơi game, những cái khu vui chơi ẩm thực thì rất là tiện cho những người đi du lịch như chúng em. Tại vì nếu như mà không biết ăn món gì thì chúng ta có thể đến đó. Như vậy thì chắc chắn là bọn chị sẽ ủng hộ rất là nhiều và tất cả những người xung quanh đều sẽ thích hơn. Tại vì sao? Vì tâm lý đi chơi chắc chắn là sẽ yêu chuộng những cái giống như là casino này, bar book này, giống như là những cái nơi dành cho giới trẻ mọi nơi nhiều hơn, để chắc chắn là sẽ thu hút khách du lịch nhiều hơn bây giờ. Giai đoạn 2023 đến năm 2030, dự kiến thành phố Đà Lạt sẽ triển khai thêm mô hình khu phố đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương tại khu vực đường Trần Quốc Toản với chiều dài khoảng 1.600m. Khu phố đi bộ sẽ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, tham quan mặt hồ Xuân Hương. Mô hình chợ đêm mới sẽ đặt tại khu vực công viên ánh sáng, thay thế cho chợ đêm Đà Lạt. Tại đây bán sản phẩm hàng lưu niệm, hàng hóa đặc trưng chất lượng cao của Đà Lạt, các gian hàng ẩm thực đêm. Ngoài ra, tại một số khu điểm du lịch tư nhân sẽ triển khai thêm các loại hình giải trí như shop house, club house, casino, bar, ăn uống, rạp chiếu phim, game. Các hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần tác động tích cực trong việc thay đổi diện mạo ban đêm của thành phố Đà Lạt, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.